Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh xin chia sẻ cách trồng đông trùng hạ thảo và khoai tây leo. Thì trước khi vô vấn đề ngày hôm nay thì cho Nhật Thanh cảm ơn Thảo đã gửi những cái củ giống này cho mình nha. Thì cái khoai tây leo này mới đầu các bạn thấy nó nhỏ lắm, cái củ giống nó nhỏ nhưng mà khi mình trồng nó lớn lắm. Thì những cái củ này Nhật Thanh chỉ ngâm mới có một ngày mấy thôi mà các bạn thấy những cái mầm nè, nó mọc lên khá tốt. Và cái củ khoai tây này mình thấy cái rễ bắt đầu nó nhú nhú lên rồi các bạn. Mới đầu nó trơn như vậy nè, nó không có, nhưng mà sau khi mình ngâm á, thì nó nhú cái rễ lên và mình để cho cái rễ nó mọc khá khá rồi mình mới bỏ xuống trồng. Nhật Thanh cũng công nhận mấy cái củ giống này Thảo cho nó tốt ghê á. Mà các bạn biết không, cái loại khoai tây leo này mình nghe cái tên là mình biết, mình hiểu liền rồi các bạn. Cái khoai tây này là cái loại leo chứ không phải là mọc ở dưới đất. Giống như là củ thường thường mình thấy thông thường là nó mọc ở dưới đất phải không? Nhưng mà cái loại khoai tây này nó mọc ở trên vàng các bạn, giống như là mướp, khổ qua, bầu bí như mình á. Ngộ lắm. Thì đây cũng là lần đầu tiên Nhật Thanh trồng và nhờ Thảo nên Nhật Thanh mới biết cái loại khoai tây này đó. Bởi vậy mình rất thích, giống như học hỏi. Nhiều khi đôi khi Nhật Thanh đâu phải cái gì cũng biết đâu các bạn. Nhiều khi bạn này bạn kia chia sẻ Nhật Thanh á, mình vui lắm. Và khi mình ngâm mấy cái củ giống này các bạn, mình đừng có cho nước nhiều quá, mình để nước hơi lấp lấp như vậy thôi, đừng có nhiều quá nha. Thì Nhật Thanh để hơi như vậy nè. Và cái củ này nè, các bạn thấy nè, có rễ chút xíu rồi đó. Sau khi Nhật Thanh ngâm củ đông trùng hạ thảo này được 3 tuần á, thì các bạn thấy nó khá lớn luôn, khá cao và rễ mọc khá nhiều. Nè, bạn nhìn nè, rễ mọc khá nhiều luôn. Còn mấy cái củ khoai tây này thì nó mọc chậm hơn. Mà Nhật Thanh để ý á, mỗi lần mà thí dụ nhiệt độ ở đây thay đổi lạnh á, là những cái củ này nó phát triển chậm lắm các bạn. Còn mà thời tiết bắt đầu ấm áp cái nó phát triển nhanh. Bởi vậy mùa đông mà các bạn ngâm cái củ này thì nó hơi lâu. Nhưng mà vào mùa xuân á, Nhật Thanh nghĩ nếu mà các bạn ngâm á, thì nó lên lẹ lắm. Và các bạn biết cái củ này nè, nó hút nước dữ lắm nha. Bởi vậy á, mình phải chăm nước, giống như là các bạn phải nên chăm nước thường xuyên cho nó luôn, mỗi ngày. Nó hút dữ lắm. Nếu mà mình không làm vậy á, thì cái củ nó bị khô. Lẽ ra 2 tuần á, là Nhật Thanh đã trồng rồi các bạn. Nhưng mà tại vì á, thời tiết ở đây bị đông đá nên Nhật Thanh không có trồng, mình đợi tới bây giờ thì mình mới đem ra. Tại vì trong nhà không có ánh nắng á, nó không có được tốt lắm. Và sẵn đây cho Nhật Thanh cảm ơn Huệ đã gửi cho Nhật Thanh mấy củ đông trùng hạ thảo. Thật sự ra cái cây này gọi là sùng thảo, mình nghĩ chắc gọi là sùng thảo thì đúng hơn. Tại vì đông trùng hạ thảo là từ con ấu trùng nó chết các bạn rồi nó mọc thành cây, mình gọi là đông trùng hạ thảo. Còn cái này mình gọi sùng thảo thì đúng hơn á. Nhưng mà tại vì Thanh thấy nghe các bạn gọi đông trùng hạ thảo, mình cũng bắt chước mình gọi theo. Lúc về á, thì cái cây này nó hơi yếu một chút xíu, tại vì trong cái hộp nên nó hơi bị ngợp. Nhưng mà về Nhật Thanh ngâm không sao trơn các bạn. Tại vì nó có củ mà, mình ngâm không thành vấn đề. Với lại Huệ gửi cho Nhật Thanh nó có rễ sẵn đây nè, mình trồng dễ lắm. Cảm ơn Huệ nhiều nha. Nếu mà Nhật Thanh trồng những cây đông trùng hạ thảo này á, mình sẽ chọn cái vị trí nửa nắng nửa mát các bạn. Nếu mà mát quá thì nó không có tốt cho củ, mà nếu mà nắng quá thì không tốt cho lá. Tại vì cái cây này á, cây sùng thảo này mình ăn cả củ lẫn lá, nên Nhật Thanh sẽ chọn cái vị trí nửa nắng nửa mát. Và cái chậu này nè, mình sẽ đục cái lỗ bên hông các bạn, mình sẽ đục cái lỗ bên hông
và mình sẽ giữ là chút xíu nước, tại vì Nhật Thanh để ý cây sùng thảo này nó không có đi quá sâu, mà cái chậu của mình nó quá cao, thì mình sẽ giữ là một chút xíu nước ở dưới dưới cái chậu, nên mình không có sợ nó bị hư cái củ. Trước khi Nhật Thanh để những cái cây xuống thì mình sẽ làm đất, thì mình sẽ bỏ bột quế nha các bạn, cái loại này là quế ăn, cái quế cây mình nấu phở. Thì ở bên Mỹ họ bán thì họ có xay sẵn rồi. Mình rải quế. Sau khi mình rải quế thì Nhật Thanh vẫn sử dụng phân nha. Phân thì mình xài loại nào cũng được hết. Thì cái bịch này bữa mình đang xé sẵn nè. Mà công nhận mấy cái bịch này nó dở ghê, mình mới cắt sơ mình đụng cái nó rách tùm lum hết trơn. Mình rải phân trên đây và mình trộn đều trên cái bề mặt thôi, mình không có cho nó đi quá sâu. Sau đó thì Nhật Thanh sẽ đặt cái cây xuống, mà khi mình đặt cái củ này xuống á thì các bạn nhớ giống như cái củ này cách cái củ kia khoảng chừng 12 inches, không có gần quá, tại vì cái rễ này nó mọc chùm với các bạn nữa, tương lai nó có nhiều củ lắm. Và mình có thể sử dụng bone meal, nhưng mà hôm nay Nhật Thanh hết rồi, mình không có sử dụng bone meal, nhưng mà mình có quế. Quế thì nó cũng giúp cho cái rễ cây phát triển lẹ lắm. Thì Nhật Thanh đặt cái cây này xuống đây, cái củ đó mình chia đều ra 4 gốc. Mà các bạn biết không, sau khi mình trồng những cái củ này xong á thì mình nên lấy cái gì che lại cho nó, tại vì mình trồng cái cây này nó trong nhà một thời gian nó chưa có thích hợp với cái khí hậu ở phía ngoài, nên nó gặp nắng nhiều khi nó dễ bị giống như là héo cây lắm, nên mình chắc ăn mình này Nhật Thanh để này lên chút xíu, mình chắc ăn á mình che lấy cái gì che cho nó. Thì Nhật Thanh nhớ hồi xưa mình có cái bài chia sẻ về làm sao mình che nắng cho cây. Thì một chậu này là Nhật Thanh trồng 4 củ, vậy là nhiều lắm rồi các bạn, phải cách xa tới 12 inches lần. Nhưng mà Nhật Thanh được các bạn cho nhiều củ quá bây giờ mình để như vậy. Và các bạn để ý nè, mình sẽ sử dụng cái sợi giống như là cái này, miếng vải 100% cotton nha các bạn. Tại vì mình muốn, tại vì mình biết cái chậu mình nó giữ nước ở dưới, thì nước nó chỉ giữ ở dưới thôi, mà cái cây này cái rễ nó mọc ở trên thì nó sẽ không có, giống như là nó muốn hút nước ở dưới thì nó phải cái rễ nó đi sâu xuống dưới nó mới hút được. Nhưng mà cái rễ này nó hơi ngắn vào lúc ban đầu, nên Nhật Thanh sẽ dùng sợi mình cắt từ cái áo ra nè, mình ghim mình đâm thẳng xuống tuốt dưới cái thùng chậu để cho nó đụng nước á các bạn, rồi nó sẽ hút lên. Mình cho nó xuống. Mình có thể cho nó qua đây. Mình để vậy, mình làm vậy thì nó hút nước vô cái rễ á, nó lên cái nước lên bề mặt thì nó tốt cho cây lắm. Nữa tương lai mấy cây Nhật Thanh làm vậy mùa hè nó đỡ bị khô. Và mình không cần sử dụng giống như là
các bạn sử dụng mulch hay cái gì ở trên bề mặt. Tại vì trong chậu mình bỏ nhiều khi nó nặng nề, người khác cũng nặng nề lắm. Mình để gần gần mấy cái cây này nè. Mình để cho nó xuống sâu một chút xíu. Nó sẽ hút nước các bạn. Nó sẽ hút nước lên. Nè, mình đụng xuống với cái thùng này nè. Nó còn dư cái này, mình nhét xuống thêm nữa. Bây giờ thì Nhật Thanh che, tuy rằng bây giờ mùa xuân khí hậu mát mẻ nhưng mà chưa nắng vẫn gắt các bạn. Mình che như vậy khoảng chừng 1 tuần, 2 tuần cho cái cây nó chịu rồi á, mình sẽ tháo mấy cái này ra hết. Cái miếng này á là cái miếng mình lót mình chắn cỏ. Mình Thanh để đây. Và mình lấy cái sợi dây thun nè. Mình cột lại cái đầu cho nó giữ lại đi, gió nó thổi bay. Nhật Thanh che nè, trong đây nó được mát. Bây giờ nó mát mình dưỡng. Mình dưỡng chừng 2-3 tuần á, xong mình tháo ra. Chứ không thôi nó chết mấy cái nhánh mình mới trồng nha các bạn. Thôi Nhật Thanh ngưng ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người nha. Nã lẽ ra nãy mình tưới cây trước giờ đi tưới.